Rồi ok, xin chào các bác. Thì đây là cái con LG Velvet mà em sử dụng được hai ngày hôm nay rồi. Thì hôm nay nó mới hết pin nên em mới sâu được pin cho các bác xem. À, thì em để cái độ sáng nó lúc nào cũng là 50% này và dùng full 4G nhé, không dùng một tí wifi nào. Đó. Thì pin nó được như này. Đây. Đây các bác có thể thấy là pin nó được khoảng 7 giờ 22 phút và bây giờ còn 8% nữa thì uh, cái với, với cái mức pin là bốn nghìn ba của con này ấy, thì em đang thấy nó là cái pin nó là ngon nhất của LG hiện tại rồi bốn nghìn ba và sử dụng uh, full 4 g uh, được bảy giờ hai mươi hai hai ba phút thì là rất là ổn và em sử dụng rất nhiều những cái tác vụ nặng đấy không phải tại vì đây là cái cái lần đầu tiên em sử dụng cái máy này mà giờ đây em test nào là uh, test game này đó là test game này, lên quân này, Call of Duty này liên quân phải chơi bốn năm ván ấy. Ờ Call of Duty khoảng một ván, một hai ván. Trong đó test cả tu này à, rồi chụp ảnh khá là nhiều. Đấy thì thì với những cái tác vụ mà hỗn hợp như kiểu là Facebook, Zalo rồi à, YouTube ấy thì con này cho cái thời lượng pin khá là trâu luôn. À, em dùng mãi nó mới hết. Thật sự là dùng cố gắng để nó hết thì hai ngày hôm nay em về quê dẫn đấy là nó cũng hơi bận à, thì không có thời gian để mà, mà vọc vạch con này nhiều thì à, em thấy như thế này là cái pin nó hiện tại đang là ngon nhất của lg hiện tại bây giờ rồi rồi ok chào các bác